Vào thời điểm tháng Ngâu hàng năm, người Việt thường có quan niệm kiêng kỵ một số hoạt động công to việc lớn như động thổ xây nhà, mua bán nhà đất hay xe hơi. Vì vậy, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp ô tô tham gia vào thị trường Việt Nam cũng phần nào bị ảnh hưởng. Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, trong tháng 8 năm 2018, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 20.504 xe, giảm 4% so với tháng 7 năm 2018 và giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lượng tiêu thụ xe du lịch giảm 2%, xe thương mại giảm 9% và xe chuyên dụng giảm 4% so với tháng trước. Đây đã là tháng thứ 3 liên tiếp tính từ tháng 6 năm 2018, tiêu thụ ô tô tại Việt Nam sụt giảm. Theo các doanh nghiệp kinh doanh ô tô tại thành phố Hồ Chí Minh, tâm lý chờ đợi các mẫu xe mới của người tiêu dùng cùng với quan niệm về tháng Ngâu, tháng 7 âm lịch chính là lý do kìm hãm sức mua của thị trường ô tô. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh trong tháng 7 âm lịch năm nay nhìn chung không quá ảm đạm như dự đoán của nhiều doanh nghiệp từ đầu tháng. Cũng như mọi năm thì tháng 7 này thường tháng Ngâu thì khách hàng lại mang cái tâm lý đó là kiêng kỵ hoặc là những điều mà nó không tốt về việc mua xe. Tuy nhiên thì nó cũng có một số dấu hiệu khởi sắc là nó sẽ kết thúc ngay cả cái tháng Ngâu này luôn, và do cái tình hình xe khách hàng phải chờ đợi quá lâu cho nên là khách hàng cũng gạt đi bớt những cái sự kiêng kỵ đó và sẵn sàng có tiền để mua xe, cho nên là đó cũng là một cái dấu hiệu khởi sắc. Bên cạnh quan niệm đã thoáng hơn, việc thị trường chỉ giảm nhẹ trong tháng Ngâu nhờ sự trở lại của các mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan, Indonesia. Theo thống kê từ Vama, doanh số Fortuner đạt hơn 900 xe, Yaris đạt 330 xe, Ford Ranger đạt hơn 160 xe trong tháng 8 năm 2018. Vì vậy, sau nhiều tháng liên tiếp sụt giảm, lượng tiêu thụ ô tô nhập khẩu đã tìm lại được đà tăng trưởng với 5.629 xe bán ra, tăng 66% so với tháng trước. Trong khi đó, lượng tiêu thụ xe lắp ráp trong nước chỉ đạt 14.875 xe, giảm 18% so với tháng trước. Ngoại trừ GM Việt Nam, Honda, Toyota và Mitsubishi vẫn giữ được đà tăng trưởng, doanh số bán của các hãng xe còn lại đều sụt giảm so với tháng 7 năm 2018. Cụ thể, lượng tiêu thụ các mẫu xe Ford trong tháng 8 năm 2018 giảm 6%, Mercedes-Benz giảm 26%, Mazda giảm 16%, Kia giảm 20%. Tính tổng cộng 8 tháng đầu năm, tổng doanh số bán hàng của các thành viên Vama đạt 169.040 xe, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Xe lắp ráp trong nước đạt 139.646 chiếc, tăng 10% so với năm ngoái, trong khi xe nhập khẩu đạt 29.394 chiếc, giảm 41%. Khi thời điểm bán hàng khó khăn nhất trong năm đã đi qua, cùng với sự xuất hiện ồ ạt của ô tô nhập khẩu, xe lắp ráp trong nước có thêm mẫu mã mới, các doanh nghiệp ô tô dự báo thị trường Việt Nam sẽ sôi động trở lại bắt đầu từ tháng 9 năm 2018. Chắc tôi nghĩ là không cần phải qua hết tháng 7 đâu, đến tuần cuối cùng của tháng 7 là thị trường xe bắt đầu là người đi mua trở lại, đông trở lại. Tại bắt đầu lúc đó là người ta mua xe để chuẩn bị cho tháng 8 và những tháng cuối năm, kinh doanh vào cuối năm, thì thị trường sẽ sôi động trở lại.